Xin chào mọi người cùng cắm hoa với mình nhé. Ủa, đi nấu cơm để thấy dáng gì? Điện không cần mà nấu cơm. Thì chắc cái khô khô nữa hăng thịt cũng phải lắm. Vất vả nhờ. Hay hồi trước vừa đến nơi cái biển. À. Thế với mẹ đi đánh cá rồi. À, nói chuyện với hai một lúc, cũng sao phải chị ô phải chốt đơn này. Đến tối từ gọi. Bếp quặng cầm á, chỉ ở dưới đấy. Ờ đó. Thua lắm à? Chứ thì bán thôi. Mùi mù. Thua quá hả? Đâu có sắp đến mùa 1 còn đông ăn. Ăn không hết. Chứ giờ bán không hết đâu. Bán ở khi bán còn 1 của mấy thằng của ta còn nghỉ nặng. Chứ giờ thả hả? Cá nước hay là suốt từ năm ngoái hả? À, năm mấy ngàn. Nhiều cá mè hoa không trời? Một vi mà luôn. Ông tính à, kêu anh này, nói chi đúng không? Mua mấy con cá mà ăn. Thế thì bố mặn đi chứ, quần nàng chụp bếp bạn lắm hôn không ăn được. Xong không với chi nữa. Xong bắt đầu là đi tắm, kêu thái thì cũng không thái. Thế xong không về mãi mới thái cho con linh hôn ra. Xong bắt đầu là chạy cho cá. Mày đi tú chạy đi chạy cho cá ra bắt đầu là còn ngồi với ai đấy mà mà xong bắt đầu hôn bơi ngồi mà ta mà mẹ nó rồi lúc thì là đoàn là hắn vứt hết đi mồ xong bắt đầu đụng ngồi là đá nồi nha đụng chậu là đá chậu nha à là cứ xong em mới hỏi là em lấy tướng thằng tôm đang ở ngoài tao mày chứ hai tao nấu canh cho quần canh với của gì không học thì nấu gì à, quá điểm đấy lắm mất quýt đấy cái chi mà đấy